tảng đá để Chúa Giêsu xây nên hội thánh, người giữ chìa khóa nước trời. Ông là Thánh Phêrô, người được xem là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo Roma. Nhưng cuộc đời ông ra sao, cơ sở nào chứng minh ông là đức giáo hoàng đầu tiên? Tất cả sẽ có trong video này. Tọa lạc giữa thành Rome hoa lệ là một trong những công trình quan trọng nhất trong lịch sử giáo hội, nhà thờ Thánh Phêrô. Nền móng của nơi này được cho là nơi tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu đã tử vì đạo. Sâu trong nhà thờ mênh mông này được cho là nơi cất giấu kho báu lớn nhất của Vatican, một bí ẩn đã thách thức các nhà khoa học suốt hàng thế kỷ, di cốt của Thánh Phêrô. Nhưng trước tiên hãy quay ngược thời gian về, xem nào. Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Chúng ta đang ở một ngôi làng gần biển hồ Galilee thuộc xứ Palestine ngày nay. Ở làng trai nhỏ này có một ngư phủ tên là Simon làm nghề đánh cá trên biển hồ cùng anh trai Andrew và các con trai của Zebedee, Jacobe và Joan. Một hôm đang chán nản vì mấy mẻ lưới đều trống không, Simon bỗng nhận thấy một sự kỳ lạ. Hàng trăm người tụ tập bên bờ biển và chính giữa đám đông là một người đàn ông quen mặt, người ấy bắt đầu cất tiếng nói. Đó chính là người giảng đạo đến từ vùng Nazareth lân cận. Đức Giêsu bắt đầu thuyết giảng trước đám đông, Simon không gia nhập, chỉ lặng lẽ ngồi nghe trên thuyền. Đám đông mỗi lúc một lớn hơn, người đến sau cố đẩy người đằng trước để nghe cho rõ hơn. Giêsu bất giác bị đám đông đẩy ra ngày càng gần mép nước. Cuối cùng ngài bước lên thuyền, quay sang Simon và hỏi ngài có thể lên thuyền của ông không. Được Simon chấp thuận, Giêsu nói nốt bài giảng rồi đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Hãy đi đánh cá nào. Người giảng đạo bảo Simon chèo thuyền ra xa rồi buông lưới. Simon nghi ngờ. Nhưng ánh mắt Giêsu vô cùng chắc chắn, như một phép mầu, ngay lập tức họ đánh được một mẻ lưới đầy cá. Nhưng Simon lại lo sợ vì mình quá yếu đuối, nhiều tật xấu. Nhưng Chúa đã trấn an đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ lưới bắt con người. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh khiến Simon trở thành môn đệ của Đức Giêsu. À nhưng ông không còn là Simon nữa, mà là Kepha, tức là Phêrô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tảng đá. Không thể biết chắc chắn là Thánh Phêrô đã lập gia đình hay chưa. Một số sách kinh kể chuyện Chúa Giêsu ban phép chữa lành cho mẹ vợ ốm yếu của Phêrô, ngụ ý rằng ông đã kết hôn, nhưng lại không đề cập đến tên người vợ. Có phiên bản còn nói Phêrô đã lập gia đình và có con, vợ con của ông đều tử vì đạo. Nhưng dù sao thì sau phép mầu nhiệm, Phêrô đã bỏ lại tất cả để đi theo Chúa Giêsu. Ngài là người đầu tiên và nổi bật nhất trong số 12 tông đồ của Chúa. Có khi Phêrô là người phát ngôn nhân danh các tông đồ. Có khi Chúa Giêsu nói riêng với Phêrô, rồi ông truyền lại cho những tông đồ khác. Khi đến vùng kế cận thành Caesarea Philippi, Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và cũng chính tại đây Chúa Giêsu đã đặt ông là người đứng đầu để tuyên bố tính thiên sai của Chúa Kitô và làm nền móng cho giáo hội. Còn thầy, thầy bảo cho con biết, con là Phêrô nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Sách Phúc Âm, Matthew nói rằng Peter là người duy nhất trong số các môn đệ có thể đi trên nước sau khi thấy Chúa Giêsu làm điều tương tự. Rõ ràng Phêrô có một vị trí đặc biệt đối với Chúa Giêsu, được ngài dành nhiều ưu đãi hơn những người khác, nên sự thật này sẽ khiến bạn bất ngờ. Phêrô từng hơn một lần từ chối Chúa Giêsu. Trong bữa ăn tối cuối cùng trước khi chịu tử nạn, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ, nhưng Phêrô từ chối. Chúa Giêsu đã đáp rằng, nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Phêrô bèn xin Chúa rửa cả tay và đầu của ông nữa. Trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Phêrô đã cam đoan sẽ sống chết với thầy cho dù các đồng bạn tháo chạy. Nhưng Chúa Giêsu đã tiên báo, thầy bảo thật anh, nội đêm nay gả chưa kịp gáy thì anh đã từ chối thầy 3 lần. Bên đống lửa, một người phụ nữ nhìn vào chòng chọc Phêrô và cáo buộc ông đi cùng Chúa Giêsu. Ông liền chối, tôi có biết ông ấy đâu, chị. Chỉ một lát sau, ông lại bị người khác làm phiền, cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng. Lần này Phêrô chối luôn mình là một thành viên trong nhóm các môn đệ.
Chừng một giờ sau có người lại quả quyết, đúng bác này cũng đã ở với ông ấy vì bác ta cũng là người Galilee. Thế là ông chối luôn căn tính gốc gác của mình. Thực ra ông không chối mình là người sinh sống tại biển hồ Galilee xinh đẹp và nổi tiếng. Đúng hơn, ông muốn chối liên hệ đến một người trong sân kia cũng là người vùng Galilee. Ông sợ giới lãnh đạo tôn giáo có thể khiến ông phải thiệt mạng. Ông sợ vì nỗi nhục hình khổ giá phải vác đi trước dân chúng. Đúng như vậy, Phêrô thề mạnh miệng và chối Chúa. Nhưng chúng không bỏ Phêrô trong mọi hoàn cảnh. Ngoài tiếng gà gáy để cảnh tỉnh, Chúa còn đích thân quay lại nhìn Phêrô. Phêrô bật khóc vì ăn năn. Lúc này thì ông mới can đảm nhìn nhận lỗi lầm, dẹp bỏ tự phụ, dẹp bỏ cái tôi để quay trở lại và trở nên tốt hơn. Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá rồi được chôn cất. Bên biển hồ Galilee, một nhà thơ của Phêrô được dựng lên. Sau khi được bà Maria Magdalena báo tin thi thể Chúa Giêsu đã biến mất, Phêrô là người đầu tiên chạy ra mộ, nhưng không có dấu tích của sự xâm phạm. Chúa Giêsu đã chết, nhưng Thượng Đế làm cho Ngài sống lại. Trước khi lên thiên đàng, Ngài đã chọn Phêrô để hiện ra đầu tiên. Ở lần hiện ra thứ ba, Chúa Giêsu đã trao quyền chăn dắt đoàn chiên của Ngài cho Phêrô. Chính ở đây, ông đã khẳng định tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu ba lần để vô hiệu hóa ba lần chối bỏ trước đó. Sau đó, Phêrô cùng với các sứ đồ Gia Cơ và Gioan trở thành ba trụ cột của giáo hội sơ khai. Chính ông chủ tọa việc bầu một tông đồ thay thế tên phản đội Judas. Ông cũng chủ tọa đại hội tại Jerusalem, từng được coi là công đồng đầu tiên. Một lần Thánh Phêrô dùng phép lạ chữa người què ở cửa đền thờ, nhưng chính hành động này đã khiến công nghị Do Thái lo ngại, bắt giam Phêrô và Gioan. Bị đưa ra tòa, hai ông vẫn một lòng minh chứng cho Chúa Giêsu là Đức cứu thế. Cuối cùng không tìm được cớ gì, họ đành thả hai ông về. Một lần khác, vua Herodê của La Mã tống Phêrô vào ngục, định rằng sau lễ vượt qua sẽ điệu ông ra cho dân chúng. Ông được phép mầu nhiệm của một thiên sứ cứu ngay trước ngày bị đem ra xử. Từ đó Phêrô bắt đầu hành trình mới, giao lại quyền điều khiển giáo hội Jerusalem cho ông Jacobê. Hành trình đó ra sao không ai dám khẳng định chắc chắn, chỉ biết rằng tháng 8 năm 1964, bạo đế Nero bắt đầu xử tử giáo dân Kitô. Phêrô quyết định đi khỏi Roma tìm nơi trú ẩn, nhưng trên con đường Appia, ông đã gặp Chúa Giêsu vác thập giá trên vai. Phêrô hỏi: "Lạy Chúa đi đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Thề vào thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa." Phêrô hiểu ẩn ý của Chúa, ông trở vào thành và chịu tử đạo. Sau này người ta đã xây ngay chỗ Chúa hiện ra với Phêrô một thánh đường mang danh hiệu là Quo Vadis Domine. Phêrô bị bắt và bị tống giam vì không có quốc tịch Roma. Ông bị kết án tử hình trên thập tự, bị dẫn tới hy trường Caligula trên đồi Vatican. Trông thấy thập giá, Phêrô cảm thấy mình không xứng đáng được chết như thầy mình, đã yêu cầu được đóng đinh ngược. Người ta tin rằng sau nhiều cuộc bôn ba, cuối cùng hài cốt của Thánh Phêrô đã được chôn cất ở ngay bên dưới nhà lớn mang tên ông ở Vatican. Năm 1967, Giáo hoàng Phao Rô VI đã tuyên bố là giáo hội đã tìm thấy hài cốt của Thánh Phêrô. Năm 2013, lần đầu tiên tòa thánh đã trưng bày di cốt của Ngài. Đó là câu chuyện về cuộc đời của người đàn ông từ ngư phủ Simon bình thường được gặp Chúa, trở thành Phêrô ngưỡng mộ Chúa, nhưng lại từ chối Chúa rồi tỉnh ngộ, một lòng yêu mến Chúa, cuối cùng chấp nhận tử vì đạo. Chúa Giêsu gọi ông là tảng đá của mình, mà trên đó nhà thờ tương lai sẽ được xây dựng. Ông bị hành quyết ở Rome. Do đó, tổ chức giáo hội Kitô giáo quan trọng nhất được đặt tại chính nơi này. Những người kế vị Thánh Phêrô chính là những người nối bước ông lãnh đạo nhà thờ Công giáo, hay còn gọi là Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng đầu tiên hiện lên cũng trần tục như chúng ta, cũng đầy tội lỗi và yếu đuối, nhưng con người có thể vượt qua nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu. Đó là ý kiến của tôi, còn các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy để lại bình luận của bạn và đóng góp cho chúng tôi những ý còn sai sót. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.